chồng để đạt nói thôi thôi đạt 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 không nói đâu. Đạt không nói à? Đạt ngại lắm. Hôm nay mấy anh em đi lượn phố sau cách à? Khó luôn đấy chứ nhỉ? Khó không? Khó ngay. Nay con đã xin được bố con quả xe này đi xuống đây cho đỡ mưa mọi người, trời đang mưa. Nhưng mà vào trong đây nó ngõ ngách, chưa dám đi, để thằng em Đạt có kinh nghiệm lái xe 2 năm đi họ. Bây giờ đi đón thằng nào? Đón thằng Hưng anh. Ok em luôn. Bỏ tim. Ông em ăn cái gì? Em thì vẫn cháu một suất phở bò anh nhá. Được. Đi. Cho nó bát gì cũng được chú ơi. Quá. Ờ thằng em Đạt lau chùi đũa đi. Vẫn mình mà. Không ăn được. Tôi có tí vỏ bò. Ông ăn đi. Thế toàn cái ông ăn gì đấy? Phở tim à? Phở tim à? Nghe nó lạ nhỉ. Có khó. Thường có khó. Nam. Khó. Không à? Ừ. 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 Nghe rồi. Mở mic lên nghe thấy chưa? Mở mic lên. Em đang ăn sáng cô. Ông em Hưng đang học online. Chào cờ à? Chào cờ. Chào cờ đi. Chào cờ giơ tay lên được kìa. Ra để tao cho. Ôi, đây. Ôi. Khó à? Khó ngay. Chào cờ, không chào cờ. Vừa rộ lên tiếng chào cờ gái hỏi chào cờ lâu nhỉ? Hay là lúc nào cũng ok ông em ra gì không? Đúng rồi, về quê nhỉ? Em thấy phở đây ngon không em? Lũ luôn à? Xem chủ quán. Chủ quán bình thường thôi. Cũng bình thường thôi à? Bình thường thôi. Gọi là ăn tạm. Không có thì ăn tạm thì biết làm nào. Rồi anh em nhé. Nào, đến lượt thằng em Đạt xem nào. Sao anh Quân? Em ăn thử xem nào từ quả gà này ngon không em? Em phải hút cái nước đã để thử cảm nhận. Mày xít đi chứ. Ui ạ. Đâu em? Cũng tạm được à? Được cái nhiều nhỉ em nhỉ? Nhiều ấy. Nhiều gì thì không nhiều nhưng mà lại nhiều phở ấy nhỉ. Khó. Đâu, thằng em Hưng đang học thì ăn uống như nào rồi? Em phải cho nhiều ớt chứ cuộc đời em nó cay đắng lắm rồi anh ạ. Sao cay đắng này muốn ăn nhiều ớt? Sao? Là sao? Và ăn nhiều nước chứ đổ nước vào. Nhạt nhẽo quá. Hay là chị em có điều gì làm em đau rồi à? Lúc nào chả buồn. Kỷ niệm một năm chị em. Cay. Cay quá. Cay quá. Kỷ niệm 1 năm mình có ăn gì cay quá. Hai ông này thì đúng mè luôn ạ. Em phải cho nhiều ớt vào vừa ăn vừa cay. Thôi mời anh em nhá. Ừ. Ăn đi. Chồng béo ăn kinh khủng rồi. Được rồi nhỉ. Khổ quá. Đồng chí rồi. Ông ăn gì đấy? Làm tí phở bò tí cho mát mà. Phở bò à? Ở Điệp Lông không có không phở bò à? Có chứ nhưng mà nó lại thiếu tình anh em bạn ạ. Thiếu tình anh em. Nó không có tí đoàn kết nào luôn anh. Nói. Bảy mươi. Mạnh à, biết đếm không? 70 trong người tham gia 84 gì? Bỏ mic lên.
Học lại. Tí ra học lại là nghe hơi quen. Cô học lại trước mắt đi. Ok mọi người, bọn mình vừa ăn sáng xong rồi, giờ đi đâu bạn ơi? À đi ngồi nước tí nhỉ? Ngồi, anh em ngồi nước nói chuyện. Làm vài vòng nữa nhỉ? À, cũng được. Làm vài vòng cho mát đã. Trời đẹp. Ok. Làm vài vòng cho mát. Lên đường. Đang đi đâu nhỉ em nhỉ? Đang lên Minh Khai thôi. Bây giờ đang ở Minh Khai này. Bây giờ mình lượn lên đây bệnh viện đúng không nhỉ? Lâu lắm anh không lên trên này. Đây bệnh viện thích, Hưng Hà thích, đây. Thích đi bệnh viện lắm à? Không, điên là bạn hâm à. Kiểu muốn đi ấy. Không. Khó rồi. Thôi anh xin nhá. Thích kiểu dương tính nhỉ? Thôi. Em gặp ngay em Hưng. Để nào em Hưng dặn chơi. Em Hưng cứu anh tí đi. Dễ mà. Thích có dương tính. Dễ mà. Ngã tư La đúng không nhỉ? Ngã tư La rồi. Đây. Mấy anh em chuẩn bị quay tôi trêu bạn này nhá. Ok, để quay đầu nhá. Để quay đầu. Kì mọi người ơi. Sao đặt đi khóc? Đừng mới bố. Là như thế này à? Mình nghĩ trong đầu thôi, kiểu này là quay lại về Nam Định ở thôi, này cũng được rồi. Vào lớp các bố đấm nhau học hết mồm ra, mình ngồi ngay ở góc lớp, mình ngồi mình run không biết nói cái gì. Không dám ra bắt tay các bạn luôn. Mà đấm nhau à? Không, em kỳ 2 mà. Không, thời kỳ 2 cái này mà. Này uống gì em nhỉ? Em thì vẫn sữa chua như mọi hôm thôi. Sữa chua à? Chưa như mọi hôm. Ôi, em uống trà đào cơ mà. Không, sữa chua mà. Ông em uống gì đây? Bạc xỉu à? Bạc xỉu cho những người lặng tình anh. Thế tôi đâu? Trung Nguyên à? Đấy, Trung Nguyên. Vẫn thế thôi. Vẫn thế thôi. Cà phê sữa. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive.
nhá, được ăn trưa đây nhà hàng nữa, nhưng mà gặp chút chặt nên phải về thôi. Về ăn ké cơm với mẹ. Thôi, cơm nhà mẹ nấu vẫn là nhất đúng không? Vâng, mọi người nhá.